Một pha pick and roll rất đẹp mắt của thằng Long Warrior. Thấy ạ. Big back. Đường truyền vào trong. Có điểm dành cho Việt Hoàng. Có điểm cho thằng Long Warrior. Một pha có điểm dành cho Quốc Thành, bật rất cao. Vẫn còn đó Lập Xuân. Đường truyền khá khó hiểu của Lập Xuân. Có điểm dành cho Hoàng Linh. Một pha phối hợp tam giác rất đẹp mắt của... Không có điểm cho Thành Phát. Huy Đại đã có phần tiếp bóng hơi dài. Vẫn còn đó Huy Đại. Đường chuyền dài. Và có điểm dành cho Thăng Long. Rất đẹp mắt. Đột phá vào trong. Không có điểm dành cho Đăng Huỳnh. Vẫn còn cho Thăng Long. Vừa rồi thì Thành Nam đã... Nhật Quang ném cơ ly trung bình. Có điểm dành cho Thành Nam. Huy Đại có phần không chống chạy lắm. Tiếp tục là Huy Đại. Đường chuyền khá sáng tạo của Huy Đại dành cho Thành Nam. Đường truyền tốt của Hoàng Linh. Vừa rồi Hoàng Linh và Thánh dành cho Lập Xuân ở cả hai tình huống. Thái Sơn Nam đã lơ là và họ phải trả giá. Hiệp thi đấu thứ tư, trận đấu giữa hai đội Thái Sơn Nam và Thăng Long Warrior. Những đường truyền ngắn tưởng chừng như không hiệu quả. Đến từ Thăng Long chỉ với là một điểm, nhưng đây cũng là một trận thắng dành cho các